Một trong những cách để kiếm được nhiều view hơn cho video của bạn đó chính là cho thêm những cái clip thú vị hay là những hiệu ứng nhìn vui vui, ngầu ngầu. Và cái yếu tố quan trọng nhất để video của bạn được đề xuất hay là được suggested trên YouTube đó chính là bạn phải giữ được người xem lại càng lâu càng tốt. Và cái việc cho thêm những cái gọi là B-roll là một trong những cách để giữ chân người ta lại. Một cách khác nữa đó chính là cách đi những đoạn im lặng, hay còn gọi là jump cut. Ngoài ra, bạn cũng có thể cho thêm những cái gọi là graphic hay là chuyển cảnh để khiến cho người xem không bị nhàm chán và họ sẽ tiếp tục xem. Đó là hai cách để khiến cho khán giả tập trung nhiều hơn vào cái video của bạn và tăng được cái giờ xem trên kênh YouTube. Cái ý chính ở đây đó chính là nếu như bạn muốn trở nên nổi bật giữa một cái rừng những cái YouTuber ở ngoài kia á, thì bạn cần phải phát triển bản thân và đưa video của bạn lên một tầm cao mới. Bởi vì tiếp theo mình sẽ chỉ cho bạn thêm 3 tip để làm sao cho video của bạn nó hay hơn và rồi có được nhiều view hơn. Cái thứ đầu tiên bạn cần làm được đó chính là diễn tốt hơn trước ống kính. Trừ khi bạn làm một cái channel không có xuất hiện khuôn mặt đó, thì bạn phải học cách thể hiện cảm xúc nhiều hơn trước máy quay, nói năng sao cho nó rõ ràng hơn. Không cần phải chơi kho bản thân quá nhiều đâu, chỉ cần làm sao mà bạn nói năng cho nó rõ ràng, có lên có xuống là được. Cái video đầu tiên của bạn nó sẽ không có được rõ ràng và rành mạch cho lắm. Thông tin á thì thử coi cái video đầu tiên của mình nè. Bạn tự nhủ với bản thân là bạn sẽ coi hết cái tập phim này, sau đó bạn sẽ làm bài tập cho xong và đọc bài. Nhưng mà sau khi bạn coi xong rồi mình lại nghĩ tiếp tục là wow. Nhưng nếu như bạn chịu khó tìm ra một người có khả năng anh nói rất hay và cố gắng luyện tập để trở nên tốt hơn mỗi ngày từ cái người đó, hay là có thêm sách, hay là đi học các khóa học giao tiếp, thuyết trình, thì dần dần bạn sẽ thực sự sốc với những cái sự phát triển và cố gắng của bản thân bạn. Cái mà mình muốn nói ở đây đó chính là khi mà bạn nói chuyện á, thì hãy biết cách làm sao để nâng cái tông giọng của bạn lên xuống, chứ không phải là ngang một cây giống như là xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về chủ đề. Thì một trong những thứ quan trọng nhất của cái video đó chính là làm sao cho nó hay hơn, nhưng mà mình không biết làm sao cho nó hay hơn cả. Thì đó là cái cách mà mọi người thường xuyên nói, nhưng nếu như bạn biết cách làm sao để nhấn và nhá cho phù hợp thì nó sẽ khiến cho cái video của bạn nó hay hơn nhiều. Cái thứ hai đó chính là chuẩn bị. Mình không biết là mình đã phải tốn bao nhiêu thời gian để xem video của những người mà kiểu như là họ chỉ mới có một ý tưởng nhỏ nhỏ thôi, xong cái họ bật lên, họ làm đại. Dù biết là bạn đã dám bắt đầu và dám đưa ra những cái suy nghĩ, những bài học hay là những cảm nhận của bản thân bạn lên video, nhưng một cách để khiến cho video bạn nó hay hơn đó chính là bạn phải chuẩn bị một cách kỹ càng hơn. Và một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong việc chuẩn bị này đó chính là bạn phải biết video này dành cho ai và đâu là cái lợi ích mà người ta sẽ nhận được từ video của bạn. Chứ cần bạn trả lời được câu hỏi đó thôi thì bạn sẽ lược bớt đi được những cái thứ không cần thiết, những thứ thừa thải để giúp cho video của bạn nó ngắn gọn, xúc tích hơn rất là nhiều. Nói chung á là nhảy tới đây chính đi, đừng làm vòng. Hello mọi người, lâu lắm rồi mình mới quay lại. Nguyên cái đợt giãn cách vừa rồi kiểu như mình hơi khó chịu với bản thân, xong rồi mình gặp vài chuyện này chuyện kia nên mình mới không làm được nhiều video. A few moments later. Mà không biết là mình làm video lại giống vậy này có ai coi hay không. Mẹ mình kêu thì là đừng có lo, nhưng mà thật sự mà lòng One hour later nói thì mình cũng lo chứ, tại vì lỡ đâu mình bỏ thời gian ra làm video mà không có ai coi thì sao nữa. Nói chung nó cũng kỳ. Bởi vậy hôm nay mình quyết định nói một cái. Bạn ơi, không có ai quan tâm hết á. Một câu hỏi nữa mà bạn cần phải hỏi trong lúc mà bạn edit chỉnh sửa cái video đó chính là nếu như mình bỏ đi phần này thì nó có ảnh hưởng tới nội dung chính của video hay không. Nếu không ảnh hưởng thì cứ thẳng tay quăng nó đi, cất nó đi. Khi mà bạn làm được như vậy thì nó sẽ rút ngắn lại cái thời gian video của bạn và khiến cho mọi thứ nó rõ ràng và rành mạch hơn. Cuối cùng đó chính là âm nhạc. Nó là thứ sẽ khiến cho video của bạn nó có cảm xúc, có thăng, có trầm, có năng động tới trầm lắng. Một video mà có nhạc hay thì sẽ khiến cho người xem của bạn coi video của bạn lâu hơn và làm nổi bật lên được những cái nội dung chính của cái video. Nhưng phải nhớ nè, là bạn phải đảm bảo là bạn xài những cái bản nhạc không có bản quyền, nhất là lúc bạn chưa được bạch kiếm tiền. Thì lúc đó nếu như bạn lỡ bị anh gậy thì sẽ không được bạch kiếm tiền sau này. Bởi vậy hãy nhớ cẩn thận trong cái vụ này nha. Đi cùng với âm nhạc thì có một thứ còn lại, đó chính là hiệu ứng âm thanh. Khi bạn biết cho thêm những cái âm thanh môi trường hay là âm thanh chuyển cảnh thì nó sẽ khiến cho mọi thứ nó trung thực và sống động hơn rất là nhiều. Từ đó sẽ khiến cho người coi của bạn tập trung vào chủ đề hay là tập trung vào ý chính nhiều hơn, để rồi tăng được cái giờ xem cho cái kênh của bạn. Ví dụ như trong trường hợp này, mình có một clip mà mình đang đi ngoài đường và ở sau đó nó có thêm nhạc nhưng mà không có những cái tiếng xung quanh thì nó sẽ như vậy. Còn đây là thành quả khi mà mình đã bỏ thêm những cái sound effect phù hợp vô trong. Và tất cả những cái clip trên nó sẽ không có nghĩa lý gì nếu như bạn vẫn chưa có một cái ý tưởng hay cho video của bạn. Bởi vậy bạn nhất định phải xem cái video này vì nó sẽ giúp bạn giải quyết hết tất cả những thắc mắc về chuyện lên ý tưởng. Bye bye.